chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đi ra ruộng về mọi người. Đang đi trên bờ ruộng nè. Đây là cái cống nước mọi người. Cống kinh bự lắm. Ghe tắc tráng người ta đi. Thì mình thấy theo bờ kinh nó có nguyên cái cánh đồng rau muống luôn mọi người. Rau muống này rau muống đồng nha. Nở hoa đồng lọt luôn mọi người. Đẹp lắm nha. Mình lấy cận cảnh mọi người coi nha. Bên kia nó hơi ồn, tại bên kia phía bên kia là cái công ty nha mọi người. Bên kia nó có cái công ty xí nghiệp, người ta đang chạy máy buổi trưa nên nó hơi ồn. Mình quay toàn cảnh mọi người xem nha. Đây rau muống này thì thấy mấy anh nói là ăn, mà cái đọt mà nó ở vương ở dưới nước á, chứ cái đọt nào mà nằm trên bờ về là ăn dễ bị tàu tháo ruột đó mọi người. Mọi người nhìn nó rất là đẹp luôn đó nha, lên trên nắng rất là đẹp luôn. Wow, nhìn nó chiêu chiêu luôn á mọi người. Cái này mà chiều hoàng hôn nhìn nó rất là đẹp luôn á. Ngồi chỗ này câu cá nữa là thôi hết bài luôn. Không có lớn lắm nhưng mà nó full hoa nha. Hoa rất là nhiều luôn mọi người. Tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. Nắng quá mọi người ơi, chắc mình đi về ăn cơm. Giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, đứng quay phim chụp bác nông dân nhìn mình quá trời luôn. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ cho mình một like và một chia sẻ nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người.